Xin chào các bạn, đây sẽ là video phần 2 của top những chiếc điện thoại có màn hình ấn tượng nhất trong từng tầm giá. Ở phần 1 thì mình đã nêu ra 4 chiếc máy tầm giá dưới 8 triệu đúng không? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nêu ra 4 chiếc máy tầm giá trên 8 triệu nhá. Ok, bắt đầu thôi. Và vẫn như vậy, 4 chiếc máy ngày hôm nay sẽ là những chiếc máy đem lại trải nghiệm thị giác ấn tượng trong tầm giá, chứ không phải là những chiếc máy có thông số ấn tượng nhất các bạn nhé. Lưu ý sự khác biệt. Đến với chiếc máy đầu tiên này, đó là chiếc Galaxy Note 20 Ultra tầm giá hơn 8 triệu một chút. Về mặt thông số nhé, kích thước rất là to, 6,9 inch, độ phân giải 2K, tấm nền Dynamic AMOLED 2X của Samsung, 120Hz. Nghe thì cũng bình thường đúng không? Nhưng mà quan trọng ấy, với màn hình của chiếc Note 20 Ultra thì bốn góc không bị bo cong quá nhiều này, cộng với cả hai viền hai bên cong rất hợp lý luôn nhá. Nó khiến cho viền hai bên của chiếc Note 20 Ultra rất mỏng, rất sexy. Thậm chí mình thấy nó đẹp hơn so với cả Galaxy S23 Ultra mới ra mắt. Và màu sắc trên màn hình flagship Samsung thì chưa bao giờ bị chê cả, mặc dù ra mắt vài năm rồi, nhưng mà chất lượng màn hình của chiếc Note 20 Ultra thì vẫn rất đẹp các bạn nhá. Và kết hợp với cả màn cong thì hình ảnh trên chiếc Note 20 Ultra rất sống động, nịnh mắt, cực kỳ đẹp luôn. Với quan điểm của mình thì trong những chiếc máy sở hữu màn hình cong ấy thì Note 20 Ultra sẽ là chiếc máy đem lại trải nghiệm tràn viền sướng nhất. Đó. Các bạn chỉ cần phải lưu ý một chút với cả chiếc Note 20 Ultra thôi. Đó là mặc dù sở hữu độ phân giải 2K nhưng mà để dùng được 120Hz thì các bạn sẽ phải hạ độ phân giải xuống Full HD cộng thôi nhá. Để lên 2K thì tần số quét sẽ chỉ là 60Hz. Đó. Về trang bị cấu hình của chiếc Note 20 Ultra thì cũng rất nổi tiếng rồi. Với tầm giá hơn 8 triệu nhá, các bạn sẽ mua được cái phiên bản Snapdragon. Đó. Anh em Samfan nghe Snap sướng rồi đúng không? Cụ thể là với con chip Snap 865 ấy, hiện tại chiếc Note 20 Ultra vẫn quẩy được ôn game nha. Galaxy Pad thì các bạn trên đầu ạ thấp vẫn ngoan lành. Camera của máy rất khủng trong tầm giá luôn. 108 chấm này, cảm biến rất to, OS các kiểu. Cam tele, cam siêu rộng thì đều sẽ là cảm biến xịn sò nhá. Chất ảnh lên rất ok. Pin 4500 thì bình thường thôi, không quá trâu. Sạc 25W cũng tạm ổn. Ưu điểm của chiếc Note 20 Ultra ấy là sẽ có cái bút S Pen thần thánh. Đó, rất nhiều tính năng hay ho, hỗ trợ công việc tốt. Và với phần mềm của Samsung thì các bạn cũng biết rồi, full tiếng Việt, không chịu thông báo, dùng làm máy chính ok. Đến với chiếc máy thứ hai trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc Realme GT2 Master Exposure Edition, một chiếc máy tên rất dài đúng không? Điểm nổi bật nhất ấy sẽ là bốn viền màn hình siêu siêu mỏng luôn. Và đây sẽ là màn hình phẳng nha, viền vuông nhìn cực kỳ là sexy. Trong tầm giá thì theo mình thấy, viền màn hình của chiếc GT2 Master thuộc dạng mỏng nhất rồi. Kích thước màn hình sẽ là 6,7 inch, độ phân giải Full HD cộng, tấm nền OLED 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz. Chất lượng hiển thị rất tốt nha, màn trong vắt luôn. Hình ảnh cực kỳ nổi, cảm giác là cái phần lớp hiển thị ấy, nó rất sát phần kính phía trên rồi, góc nhìn gần như tuyệt đối. Kết hợp với cả ngoại hình của chiếc GT2 Master Exposure thì thực sự đây là một chiếc máy rất sexy, nhất là cái phiên bản màu vàng ấy, khung viền vuông màu nâu cà phê này, mặt lưng giả da, bốn góc có họa tiết giả ốc nữa, nhìn quá là chất. Đồng thời thì máy cũng sở hữu con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 này, tuy không được tối ưu quá tốt nhưng mà hiệu năng cũng rất đủ dùng nha, chiến ôn game. Camera phần cứng xịn sò này, chất ảnh chụp lên rất tốt, pin 5000 châu đi kèm với cả sạc 100W. Và điểm đặc biệt ấy là chiếc GT2 Master Exposure là một chiếc máy có trigger ẩn các bạn nhé. Trên khung viền thì không có ký hiệu gì đâu, nhưng mà khi chơi game các bạn chạm vào nó sẽ là trigger. Đó. Mỗi tội trigger này thì hơi kém nhạy một chút. Đến với chiếc máy thứ ba trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc Xiaomi 13. Đây là một chiếc máy có màn hình nhỏ này, cụ thể kích thước sẽ chỉ là 6,36 inch, độ phân giải Full HD cộng, tấm nền AMOLED 120Hz, độ sáng rất cao nha, 1900 nit lận, dã man. Và ưu điểm, bốn viền màn hình cũng rất mỏng, rất sexy luôn, đi kèm với cả khung viền vuông này, làm đúng trend. Tổng thể nhìn chiếc Xiaomi 13 ấy, rất là sexy, nổi bật hơn so với cả đàn anh là chiếc Xiaomi 13 Pro, đúng không? Nhiều bạn thì cứ bảo là chiếc Xiaomi 13 ấy trông giống so với cả iPhone 12 Pro, nhưng mà khi các bạn để hai máy gần nhau thì nhìn chiếc Xiaomi 13 nó sexy hơn rất là nhiều, tại vì viền màn hình mỏng hơn, nó chắc là chỉ bằng 2/3 so với cả iPhone mà thôi. Và chất lượng hiển thị theo mình thấy là cũng rất ok các bạn nhé, màn trong, màu sắc sống động. Cấu hình còn lại thì là ok trong tầm giá. Các bạn sẽ có con chip Snapdragon 8 Gen 2 này, tất nhiên một chiếc máy nhỏ gọn thì không phải quá mạnh, nhưng mà cũng quẩy được Genshin Marketing nhá, ôn game không phải lo. Pin 4500 này, sạc 67W, camera thuộc dạng tốt, flagship mà, kém làm sao được. Với những bạn mà thích một chiếc máy nhỏ gọn này, thiết kế đúng trend mà vẫn phải sexy, màn hình tuyệt vời ấy, hiệu năng tốt thì chọn chiếc Xiaomi 13 là chuẩn bài rồi. Ok, đến với chiếc máy cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc Red Magic 8 Pro. Mình sẽ gộp chung với cả chiếc Red Magic 8S Pro luôn nhá, tại vì màn hình giống nhau mà. Về thông số thì các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Kích thước 6,8 inch này, độ phân giải Full HD cộng, tấm nền AMOLED 1 tỷ màu, 120Hz, độ sáng tối đa là 1300 nits. Nhưng mà quan trọng, đây là một cái màn hình full view không khiếm khuyết nha, camera ẩn dưới màn hình mà. Và bốn góc của máy thì bo cong rất ít luôn, bốn viền mỏng cân đối nhìn cực kỳ sexy. Trong năm 2023 ấy, thì theo mình, màn hình của chiếc Red Magic 8 Pro là ấn tượng nhất rồi, quá là tuyệt vời, nhìn cực kỳ phê.
Chất lượng hiển thị lên cũng rất tốt, màn trong vắt này, màu sắc lên sinh động. Chưa kể tới là màn hình của máy siêu mượt nha, tần số cảm ứng lên tới 960Hz vậy, gaming phone mà. Và cấu hình hiệu năng của chiếc Red Magic 8 Pro khủng ra sao ấy thì chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Snapdragon 8 Gen 2 đi kèm với cả quạt tản nhiệt á, mạnh nhất thế giới luôn. Hiện tại của All Game Marketing Genshin Impact không phải nghĩ, FPS thẳng tắp luôn ạ. Pin thì trâu bò nhá, 6000 đi kèm với cả sạc 80W. Thiết kế thì quá sexy luôn, cũng vuông vắn nam tính này, không cần phải làm quá hầm hố đâu, nhưng mà cũng sẽ toát ra sự mạnh mẽ kiểu tinh tế nha. Trước đây thì mình đã từng có ý tưởng là mua chiếc Red Magic 8 Pro để làm máy chính cơ, mặc dù mình không chơi game. Nhưng mà khi trải nghiệm máy đủ lâu thì thôi, mình đã phải rút lại. Lý do là bởi vì thứ nhất này, gaming phone thì nếu mình không chơi game ấy, nó quá lãng phí. Thứ hai, máy sẽ bị chậm thông báo khá là nhiều. Và thứ ba, cái phần camera trước thì cực kỳ tệ các bạn nhá. Cam ở dưới màn hình mà, nó phải kém hơn so với cả máy 1-2 triệu luôn ấy, xấu dã man. Những bạn mà quay phim chụp ảnh cam trước này, quay TikTok hay là hay video call ấy thì thôi, bỏ qua giúp mình. Ok, vừa xong là khoảng 4 chiếc máy có màn hình ấn tượng nhất trong tầm giá trên 8 triệu. Vậy thì các bạn thấy sao về quan điểm của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Link mua cả 4 chiếc máy kể trên, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.